Xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh ô tô 360 của chúng tôi. Xin chúc quý vị và toàn thể gia đình của mình có những ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 thật là vui vẻ và hạnh phúc. Chúng ta lại được gặp nhau trong clip ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong clip ngày hôm nay ô tô 360 chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe bán tải đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản. Đó là Mitsubishi. Đây là chiếc Mitsubishi Triton. Đây là cái phiên bản 2.5 máy dầu, số tự động 2 cầu ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2015 và được nhập khẩu từ Thái Lan ạ. Đây là chiếc xe màu bạc, chiếc xe đã đăng ký tên tư nhân và đã chạy được hơn 6 vạn km rồi ạ. Chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là chạy rất ít và dàn lốp của nó còn nguyên bản ạ. Dàn lốp 2015 vẫn còn nguyên zin theo xe và chiếc xe chỉ chạy hơn 6 vạn km thôi. Chúng tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn xem tổng thể về chiếc xe này từ ngoại thất cho đến nội thất cho quý vị và các bạn cùng xem để quý vị và các bạn có thể tự đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này nó còn mới và đẹp như thế nào. Xem có đúng như những gì mà chúng tôi mô tả không ạ? Chiếc xe này thì còn rất là mới và đẹp ạ. Sản xuất năm 2015, nhập khẩu từ Thái Lan. Tất cả còn nguyên bản ạ. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này là không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản. Đúng như những gì chúng tôi tả. Nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp và muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi là ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được lái xe và để được xem xe và lái thử chiếc xe Mitsubishi Triton 2015 này ạ. Chiếc xe Mitsubishi Triton 2015 này là cái bản số tự động 2 cầu cho nên là Mitsubishi đã trang bị cho chiếc xe này full option rồi ạ. Minh đè nổ cho đến là nội thất da la răng đúc, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, tất cả đầy đủ hết rồi ạ. Kể cả đây quý vị các bạn xem cái phần ba đầu chốc trước của chiếc xe đây ạ. Đây là đèn LED ban ngày có đầy đủ hết rồi ạ. Tất cả về cái phần đầu của xe này còn rất là mới và đẹp ạ. Đèn gầm đầy đủ hết rồi ạ. Và tất cả cái mặt ca lăng này của nó còn rất là sáng. Và tất cả còn nguyên bản cho nên chưa, vì là nó chưa có bị đâm đụng hay va chạm gì cả cho nên còn rất là đẹp ạ. Tôi quay chi tiết và quay thật sát cho quý vị và bạn cùng xem để quý vị và bạn có thể tự đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang xem clip này thì mời quý vị và các bạn hãy like clip, hãy chia sẻ clip và đăng ký kênh để đón nhận những clip mới nhất mà ô tô 360 của chúng tôi update lên đây ạ. Đây là chiếc lốp của xe đấy ạ, la răng và lốp xe còn nguyên bản hết ạ. Và ta lông của lốp rất là dày. Nếu như quý vị và các bạn mua chiếc xe này về thì quý vị và các bạn cũng chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Và chạy được rất lâu nữa. Cái dàn lốp này thì quý vị và các bạn chạy thoải mái vài vạn mà không phải suy nghĩ gì cả. Nhìn về mặt tổng thể thì chiếc xe này còn rất là đẹp vì là chưa có đâm đụng hay va chạm gì cả cho nên nước sơn của nguyên bản của xe còn rất là nhiều ạ. Gáo gương đã được ốp chrome và đã được tích hợp xi nhan trên cái gương này rồi ạ. Khóa thông minh và đã bấm nút mở cửa đã được tích hợp ở trên cánh cửa này. Khóa thông minh cho nên chỉ bấm tay để mở cửa thôi ạ. Riêng về option thì Mitsubishi Triton này thì tương đối là đầy đủ ạ. Ở phần ở những chiếc xe như Ranger thì chưa có được cái option nhiều như con Triton này ạ. Đây là chiếc bậc cửa của chiếc xe đây ạ. Về option thì chiếc Mitsubishi Triton này là tương đối đầy đủ rồi ạ. Ít những chiếc xe bán tải được trang bị nhiều option như vậy. Nó hơn hẳn ở những chiếc xe khác là ví dụ như điều hòa tự động hai vùng độc lập này, hoặc là sang số thể thao tích hợp trên vô lăng này, khóa thông minh, đè nổ, start top. Rất là nhiều cái phiên bản, kể cả cái phiên bản như Wildtrak có thể đắt tiền hơn là những chiếc xe này, nhưng mà cũng chưa được trang bị khóa thông minh, start top đâu ạ.
Đây là cái phần đầu của xe, mời quý vị và bạn xem qua về cái phần đầu của xe là đèn LED ban ngày rất là đẹp ạ. Do camera quay vào cho nên là nó sẽ bị nháy chứ bình thường là nó không nháy như vậy đâu ạ. Tất cả còn rất đẹp ạ, và xe này đã đủ hết đồ rồi, quý vị và các bạn mua về để chỉ việc sử dụng thôi, đổ dầu và chạy thôi. Và động cơ của chiếc Triton này là động cơ 2.5 máy dầu cho nên là cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Và chiếc xe này đã là phiên bản này là phiên bản 2 cầu cho nên là rất là khỏe, rất là thuận tiện cho những ai hay phượt hoặc đi đường địa hình thì là rất là hiệu quả đấy ạ, vì là xe là số tự động và 2 cầu. Một cầu thì chúng ta chỉ có thể chạy đường phố thì nó tốt thôi, chứ còn nếu như mà chạy đường địa hình thì một cầu không hiệu quả. Chiếc xe này trang bị 2 cầu rồi, nếu như mà 2 cầu này là 2 cầu điện, nếu như mà chúng ta không sử dụng đến 2 cầu thì chúng ta chỉ cần để một cầu để chúng ta sử dụng bình thường. Lúc nào cần đến leo đèo hoặc là đi đường địa hình thì chúng ta mới bắt đầu chuyển sang chế độ 2 cầu thôi. Về mặt tổng thể thì chiếc xe này còn rất là đẹp ạ. Vì chiếc xe này chạy có hơn 6 vạn thôi cho nên là tương đối đẹp ạ. Quý vị và các bạn đang xem clip thì mời quý vị và các bạn hãy like clip và share clip và đăng ký kênh ạ. Quý vị đăng ký kênh thì quý vị các bạn sẽ đón nhận được những clip mới nhất mà ô tô 360 của chúng tôi update lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Và nếu như quý vị và các bạn có nhu cầu mua chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn hãy bớt chút thời gian để đến cửa hàng chúng tôi để được xem xe và lái thử chiếc xe này. Địa chỉ cửa hàng chúng tôi là ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và khi mua xe cũ thì chúng tôi cũng khuyên quý vị và các bạn nên bớt chút thời gian để đến xem trực tiếp xe, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này, vì những chiếc xe cũ nó không còn như xe mới. Xe mới thì quý vị các bạn chỉ cần bàn đến giá thôi, xe cũ thì nó không còn cái giá nó giống như xe mới nữa, và mỗi một con xe nó sẽ có một cái giá khác nhau tùy thuộc vào chất lượng của xe và tùy thuộc vào cái người chủ của xe đấy đi có giữ gìn hay không. Sau một năm sử dụng thì là có những người đi nhiều, có những người đi ít, hoặc là có những người đi nhiều mà cẩn thận giữ gìn thì chiếc xe có khi nó còn đẹp hơn cả những chiếc xe mà người không giữ gìn đi ít. Chính vì vậy cho nên quý vị và các bạn đừng tiếc thời gian, khi mua xe cũ thì quý vị và các bạn hãy nên bớt chút thời gian ra đến với cửa hàng chúng tôi để xem xe trực tiếp, lái thử trực tiếp chiếc xe này để cảm nhận. Sau đó rồi nếu như quý vị và các bạn ưng thì chúng ta hãy làm việc đến cái phần giá cả của chiếc xe. Quý vị và các bạn cũng đừng thắc mắc là tại sao tôi không để giá bán chính xác của chiếc xe này lên đây. Vì là chúng tôi có thể để cái giá này lên đây rất là đơn giản thôi, nhưng mà trong lúc chúng tôi đi mua xe về thì chúng tôi cũng còn đang cân nhắc cái giá, hoặc là chúng tôi có thể thay đổi giá. Mà chúng tôi đọc luôn giá lên đây thì mai cái clip này chúng tôi up lên rồi chúng tôi không thể sửa được giá nữa. Đấy, cho nên là cũng vì thế cho nên nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến xe này thì quý vị và các bạn đừng tiếc một cái tin nhắn, đừng tiếc một cuộc gọi điện thoại, gọi vào số hotline của chúng tôi để chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn, sẽ báo giá cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn được biết là chiếc xe này chất lượng nó còn bao nhiêu phần trăm, tất cả nó có còn nguyên zin không, có vấn đề gì không và giá đang bán bao nhiêu. Đấy là quý vị và các bạn gọi cho chúng tôi. Số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cái camera, và quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh và chia sẻ clip này ạ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Ở cái phiên bản Mitsubishi Triton 2.5 máy dầu số tự động 2 cầu này thì Mitsubishi đã trang bị cho chiếc Triton này là full option rồi ạ, và rất ít xe bán tải mà option lại được nhiều như con Triton này ạ. Ví dụ như nội thất da, lăng đúc, điều hòa tự động, hai vùng độc lập, khóa thông minh, đèn nổ start stop, sang số thể thao trên vô lăng, cruise control tức là ga tự động đấy, và ghế chỉnh điện ạ. Ghế chỉnh điện đấy quý vị và các bạn ạ, rất nhiều xe cùng tầm tiền hoặc có thể còn những chiếc bán tải còn hơn cả tầm tiền chiếc xe này, nhưng cũng không có được cái option như thế này đâu ạ.
Và cái hàng ghế sau của chiếc xe Triton thì này, nó có cái độ ngả tức là nhiều, cho nên là cái hàng ghế sau của cái người ngồi ở hàng ghế sau ấy đi rất là thoải mái, không bị đau lưng như các dòng xe khác. Tất cả các dòng xe bán tải ở các hãng khác ấy thì là cái ghế nó rất là đứng, cái người ngồi ở hàng ghế phía sau đi rất là khó chịu và rất là mỏi lưng, vì nếu như đi một quãng đường dài lưng mình lúc nào cũng thẳng thì là rất là mỏi. Riêng về cái phần hàng ghế sau này thì là ở hãng Mitsubishi đã trang bị cho chiếc Triton này là ở hàng ghế theo thiết kế cabin theo hình Z-Line, cho nên là cái hàng ghế sau nó có cái độ ngả, cho nên là ngồi cho hàng ghế sau rất là thoải mái. Quý vị và các bạn cùng xem đây, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem tất cả về chiếc xe này. Và chiếc xe này nó còn tương đối nguyên bản, còn tương đối là nhiều, cho nên là xe rất là đẹp ạ. Vì chủ xe đi rất giữ gìn và cũng đi ít thôi. Dàn lốp này nó còn nguyên, tức là đi cũng chỉ có hơn 6 vạn km thôi. Cho nên là quý vị và các bạn yên tâm là xe này còn rất là đẹp ạ. Tôi đảm bảo với quý vị và các bạn đến với cửa hàng chúng tôi để xem chiếc xe này thì quý vị và các bạn sẽ không mất công đâu ạ. Xem cái là ưng ý ngay nữa, không có cái điểm gì chê. Ở cái đời 2015 mà còn đẹp như thế này thì không phải là nhiều đâu ạ. Vì chúng tôi làm xe, chúng tôi đi mua xe cũng rất là nhiều rồi, cho nên là gặp được những chiếc xe mà đẹp như thế này thì không phải là nhiều. Chắc chắn em khẳng định với quý vị và các bạn một điều là ở cái đời 2015 mà chiếc xe đẹp như thế này thì không có nhiều đâu ạ.
Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 090 560 8883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360. Thank you.